3, 2, 1, xem tập 3 nào nhỉ? Theo Nhật biết, hành tinh này của Pennywise chuẩn bị phá hạch 4 đứa trẻ này để tăng sức mạnh. Đầu tiên là quỷ, tăng sức mạnh lửa và băng. Em nhỏ tăng sức mạnh lửa và băng chỉ thiện. Thôi, ác quỷ đã tăng sức mạnh bóng tối. Em chị đã không luyện tập, không có sức mạnh nào hết. Đây là hũ lọ của Pennywise. Thu hồn nhập hồn vào con đỡ bồng. Đó là linh hồn của họ. Nếu như lấy được cái này sẽ giải cứu được họ. Anh họ bị đi hay sao? Em tự nhiên đám mình hết tập 3.